Đây quý vị, đây có hai chiếc thuyền bơi đua của dân của người người Khmer nè quý vị. Ráp lại chứ hồi xưa là ta đục nguyên một cái cây liền, mà giờ không có cây liền để đục để nó ha uổng phí. Bây giờ thấy vừa ra đóng vậy là ở trong nó có cọc đà hết biết dài luôn. Cái này là gắm nước rồi, gắm này như 42 49 vậy. Cái này cặp vô đây là cho cái dầm á, kèo nó cọ nó không có ma sát, cái tay nhìn có khi cái tay nó cọ nó không chạy tay. Dạ. Quá trời. Cái này ba dự đoán khoảng bao nhiêu mét ba? Hết biết dài luôn. Khoảng cột thì chắc khoảng mấy mét à? Khoảng cột thì khoảng 3 bao. Bây giờ anh Tùng sẽ lại đo thử được bao nhiêu mét nha quý vị. Đo bằng hả? Mỏ bị gãy. Đi mục. Ờ đúng rồi. Cái chiếc bên kia còn cái mỏ kìa đó. Đây, điêu khắc và vẽ rất là đẹp. Tiếc quá. Cái này phải ba khoảng 3. Này, nó có để chữ trà cú luôn nè quý vị. 33 31 đấy. Trời nó dài cái nào. Nó đi dễ nè. Ồ, cái bản trà cú. Cái đầu cái da trạm sao một trà cú. Một chiếc trà cú màu trắng, chiếc trà cú màu đỏ. Quá dễ, dễ rất là đẹp luôn quý vị. Những chi tiết từng qua dân. Ủa cái này là vừa lúc vừa đua vừa cúng hay là sao ba? Cái này nè. Cái là người ta tin tưởng là mỗi đêm mỗi hương. Ồ rồi, trên đây là cây đao gì nè. Cây đao gì nè. Nó chèo hả? Đây là có người là đánh trống, ở đây có người là phất lại chỉ ra hiệu để dạ. Cho nó ăn gặp với nhau á. Cùng nhịp. Ủa còn cái cây bự đó là gì ạ? Ừ, đó cái cây đó, ngộ hả? Cây này sao để đây ngộ ta? Cái cây này để khi tư hạ thủy nó gắn chiếc này đi để xuống. Wow. Trời. Ồ cái cây dài ha. Này biết bao nhiêu người gánh? Mấy chục người luôn mà, cái cây này coi hình như là 6 mấy người đó. Ồ dữ à. 6 mấy người ngồi trên cái ghe này. Một bên ba mấy người. Cái ngồi nhà đây nè, cái ghế ngồi kế nhau nè. À có cái ghế luôn nè quý vị. Thứ hai là 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 là 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 62 người. 62 chỗ ngồi. Ồ đó nó có chắc mấy cái cây 62 chỗ ngồi làm là 60 người bơi. Là 60 người bơi là chưa tính ra một người đánh trống. Có người gặp lái, người đã đánh trống đó. Rồi chắc 63. Bây giờ mình vô người hỏi sư là mình biết liền. Dạ. Rồi. Cái này nãy giờ mình dự đoán thôi. Tại vì cái này là đâu có chưa biết ngành. Bởi vì đi đâu mình ta thấy thường ta thấy là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Và mình đi mình phải học hỏi để mình lụm lạc này kia mình gom vào đầu mình muốn mình có kiến thức để mình sau này mình truyền lại cho cô cháu sau này đó vậy đó, cho nên mình đi rồi phải học hỏi. Nhìn rất là đẹp luôn quý vị. Nè, bên đây được chữ Khmer, chắc chữ này chắc chặt cú quá quý vị. Thì bên kia để trà cú, chắc bên đây cũng là trà cú luôn quá chứ quý vị. Thì quý vị nào biết thì comment bên dưới nha. Chắc có thể là chữ trà cú á. Thì bên đó để chữ trà cú quý vị. Thì cũng lần đầu tiên Hai Lúa mới thấy chiếc xuồng này ở ngoài đời nha quý vị. Thì
trước giờ chỉ coi trên tivi thôi, chưa thấy ngoài đời, nhưng mà cũng chưa thấy là bơi luôn nha quý vị. Thì để bữa nào hai lúa sẽ có nhịp quay cái cảnh mà đua thuyền này để cho quý vị xem nha. Chạm khắc hai như là con rồng quý vị. Dạ, cho con hỏi sư, cái con này là thường thường là cái dịp nào mới mình mới đi đua á sư? Vậy là một năm có một lần hả sư? Mà một cái ghe này là nó dài khoảng bao nhiêu hả sư? Là cái này là bao mấy ha? 45 mét. 45 mét đó. Mà bao nhiêu người ngồi trên đây chứ? Thì lo này là 73 người luôn. Dự anh vô khỉ vừa đón sai trận. Vậy là chiếc kia đúng. Cái này là 72, chiếc này chiếc mới hết. Chiếc này mà điểm nó đúng không vậy? Vậy là chiếc đó 65. Vậy là cái chỗ đó là có để đồ cho nên không thấy rõ. Nhưng mà 73 đó 65. Dữ thiệt. Ủa vậy là cái này đâu có phân biệt là bao nhiêu người á, miếng bự lần nào là đông người nấy á sư? Dạ, chừng nào đông người vậy. Dạ dạ, quá trời vui đẹp á. Dạ, cái chiếc này nó rộng hơn à? Rộng hơn, nó dài hơn. Rộng dài hơn. Ồ, cái này vậy là 45 mét. Vậy là chiếc kia cũng 42 á. Dạ dạ. Dạ sư, thì hồi đó là cái này là ở đâu đem về đây hay là đưa gần sông Neo sư? Cái này là của huyện Cà Phú, huyện Cà Phú. Người ta mừng việc đó. Dạ. Vậy chúa là này chúa của mấy người mừng việc, của ủy ban rồi đấy. Ủy ban Cà Phú. Ta cấp cho mình rồi. Dạ. Rồi ta lại cấp cho mình. Dạ, lại cấp cho mình. Sang sông. Dạ, vậy là cũng như là để bảo tồn cái văn hóa của mình đó. Dạ, vậy là quá quý rồi. Cái này là mình nâng cặp cái này vô để cho cái chèo mình đừng có ma sát, đừng có mòn đấy, với cái cổ tay mình á. Dạ thưa ông, cho con hỏi là cái chỗ này cách mặt sông khoảng bao nhiêu km? Từ mặt sông là đây hả? Dạ. Cái dài ra đó. Mình thường thường hạ thủy luôn, hạ cái bãi này luôn hả sư? Cũng như là gần mà, ý là mình đua là đua ở đâu hả sư? Thì đua ra ngoài sông cái. Bơi đi tới Trà Vinh nữa, cầu Long Bình Trà Vinh đó. À, bơi lên cầu Long Bình. Vậy là cầu Long Bình hả, con cũng có ghé đi chùa mới, chùa cầu Bình cặp mặt sông đó. Nhưng mà ở đó con không thấy chiếc ghe ngon này. Chỉ có này ở chùa này con thấy thôi chứ hả, thường thường con đi mấy chùa khác cũng không thấy nữa. Ở đây chùa Tà Rôm cũng có nè. Dạ. Đây có nè. Ở huyện Nga cũng có nè. Dạ. Ủa, huyện Dương Hải cũng có nè. Dạ dạ. Rồi huyện Châu Thành cũng có nè. Con chưa từng xem trực tiếp, con chỉ xem ở trên tivi thôi. Nhưng mà phải con thấy là chiến thường, nhưng mà mỗi lần đua chắc đông thì nhiều lắm á. Mấy chục đội lên á chứ thấy không? Đồ ở cái dân này có mấy chục đội nè. Dạ, nhưng mà mình mấy cái tỉnh bạn cũng về hội ngộ đó sư. Dạ. Hồi năm rồi, mỗi như 9 đội. 9 đội. Chính. Dạ dạ. À. Con thấy có một chiếc cái này mà đằng mũi nó bị ấy rồi, cái mục của mình có thay không sư, thay cái mũi nó không sư? Dạ, nó tinh đông mới ta, nó mới luôn ha. Dạ dạ. Nếu mà vậy là chắc bằng cây sao không hả sư? Biết cây gì mình không biết. Cái này chắc sao mới chịu nổi. Dày quá nè. Dày. Sư cho hỏi là mình cái này mình khiêng lên đây khoảng bao nhiêu người mới khiêng lên nổi chứ sư? Trời ơi, đông dữ lắm. Đông lắm hả? Không mấy người ha. Sao mấy người khiêng? Đẩy đó, có cái đà này đánh gánh đó sư. Không, cái đòn này. Đòn đó mà không có đòn đó ta bơi. Đứt làm hai á. Không có cái cây đó là đứt làm hai. Dạ dạ. Vậy là cứ vợ đều. Đó đó, người ta làm vậy đó. Đó, rồi người ta cuộc. Xuống. Dày xuống sát. Rồi ra nó lắc đầu. Dạ dạ. Ăn thua cái đó nè. À, cái đó cái đòn đó đấy ha. À, kiểu như sư nói là cái đó là như một cái sinh sống của mình đó vậy. Ờ. Đó, cái đó xuống là cho cái này kéo mòn đầu lên.
chứ nếu mà không không còn cánh đó thì nó sợi gãy nè, là gãy đôi nó lẹ cái dẻ tại nó quá dài nè, mình đông nữa. Vậy là nhờ cái hai cây nó gánh hai đầu và khi nãy vừa thấy là con nói là cái đó là để gánh đi, mà phải nhờ cái đó nó cột cho nó gánh lại đằng cho nó đứng nó phụ cái xe thân ra rồi mới công đà này hết sức rồi lớn nè. Đà này là đà chắc 5-7 à. Dạ. Qua rồi. Thôi mô Phật con cũng cảm ơn sư. Dạ. Con nãy giờ cũng đang ra đây rồi con không mặc áo dân sư cũng không gặp cái gì hết. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Chữ Khmer ở phía đầu mũi tàu là chữ đậm sao? Đâu? Đó cái chữ đó sư. Cúng trà cú. Dạ. Cũng là chữ trà cú luôn à. Tiếng Khmer mình đọc sao vậy? Trà cú. Tiếng Khmer mình đọc sao? Sóc tà tô. Sóc tà tô. Sóc tà tô. Dạ. Uống trà cú. Dạ. Con đọc không được. Nghe hơi lạ. Trời ơi. Biết rất là dạ. Còn lông sẽ chua chả. Ấp chả. Thì video cũng khá dài, Hello xin kết thúc video ở đây. Hẹn quý vị các bạn lại video tiếp theo nha. Cuối video thì Hello gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của Hello. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Bye bye, hẹn quý vị lại video tiếp theo nhé.